tôi đi sắc cũng chỉ nhau nhưng mà đâu phải tưởng thần lấy nhiệt huyết gì trời đúng không? Nếu mà cái quạt thì ngon hơn, cái lưỡi thần ngon hơn chứ. Sao ngon hơn? Sao ngon hơn? Nhiệt huyết cũ còn mạnh, nhiệt huyết này mạnh mẽ vậy, có lan mạnh hả? Ta cộng đam không có lan mạnh chứ tưởng gì? Phải biết đam. Cùng. Minion không có lấy con Lan thêm cái đam, đâu có thêm ông nội. Sao xạo. Vô mì solo rồi sao? Bác đam lên. Đam cho Lan cộng vật lý. Never had luck. Cộng lấy nó Lan ra. Cộng thẳng vô đam luôn chứ cộng gì. Thằng điên này. Vật lý không phụ luôn. Let's make them notice. Hey Sam. Every rule needs a break. First blood. Cho nó bay vào mày đi. Thả W đi vào, thả W đi. Lẹ. I do my own stunts. Đứng đây định không? Ở đây. Nó không có trong bụi, nó không thấy đâu, năm tát đâu. Mày lỡ rồi thì chịu thôi. Mày tự nhiên mày đưa đầu cho nó đánh chi không để nó đánh tao. Đi xa xa ra. Mày tao đánh xa đứng đứng cái bên đứng solo nó buồn đi. Chạy cái kiểu gì? Nó chạy tao hit đinh đó mày. Má đúng thương ngồi đéo gánh rồi. Cái vật tí mô. Every second matters. I'd rather make mistakes than make nothing at all. Stop that. There are always... An ally has been slain.
I owe them nothing. Thằng Thi nó ngu quá. Tên mít củ chuối nó thua rồi. Nó gây áp lực cho boss rồi đó. Boss thua nó thì tôi chịu. Tomorrow's the last of my worries. Thằng Thi nó fit như siêu nhanh rồi, thua rồi. Things aren't gonna improve themselves. No one keeps me down. Enemy rampage. Rên ga mà nó xanh rồi. Nó nổi. Tao echo ấy, nhưng mà tao ray luôn nha. Ý là con Ray nó không đi gank luôn á. Ray nó không đi gank, nó lại acid lại được mạng á. Yoshida đó. Nó còn nát rồi. Thì nó ngu quá em ơi, gánh không nổi rồi. Thằng Thi ngu vãi. Ôi thằng Thi nó ngu vãi. Đợi lay mắt vật lý mà. Quỳ cũng vậy, nó quỳ mày là chết rồi chứ nó cần gì ảnh thường. Mày ném đi nó không lên luôn. Rồi Sida không ra được ai luôn rồi.
back to going first. Cái le mẹ kể cả là trình dưới ông trụ ông nội Yasuo cái giết ông nổi thề ông trụ farm với quần què Yasuo là bơi đây cạnh thằng cái le vạn đoàn ông trụ éo có gì giết nổi mát e mát w mẹ lúc nào cũng đầy máu nội nó giết ganh cũng không ganh nổi giờ ông trụ nó cũng không giết nổi nữa chứ tao mày là không có đam giết rồi đó. Rồi luôn nó ganh ta luôn kìa. The fuck. Gầy nó đi ram để đủ 5 tát là coi như banh tim. Rồi nó không gan được ai hết mà cái nát dần đều chán ghê. Ra vét nó chỉ ăn hôi là giỏi thôi, nó có ganh gì trời. Bây giờ đứng ăn hôi không? Top đã gà, top thi đã ngu, thêm mid ngu nữa, đánh sao đây. Mẹ rừng nó phế vật, nó không ra được ai rồi. À trong này là thi, đọc đó. Mình ra. Làm gì tao? Rồi giết nè. Ủa kinh địch. Ủa sao nó đi ra ngoài này? Tao thấy nó trong đây nó đi ra ngoài này nó nhảy vô được vậy. Nó đẹp. Đâu thấy nó trong này đâu. Má phê vật. Phê vật. Vật gì? Xanh xanh cái biết gì mẹ ơi mẹ ôm trụ đi mà cứ lên cho nó nhảy đầu vậy. Nó không bỏ đi rồi từng lao đi tắm. Nhưng mà hồi nãy sao mày để cho nó xanh. Ôm mẹ nó trụ đi.
nó làm gì bay vô trụ được. Thì mày ôm trụ luôn đi, đừng cho nó xanh thằng ngu này. Tao đang nói là mày ôm trụ đi, đừng có cho nó xanh. Tao ôm trụ nó còn gì? Ôm trụ mà chết tao mà. Tao ôm trụ nó đứng trong bụi cho nó có lá biết nó ở đâu đâu. Thì cả bà nó quyết tâm là mày khi nào nó thấy nó rồi phao không thấy thôi. Tao đứng lên tao hít trẻ bà đó, tao không dám tham đâu. Thôi rồi. Cố. Thế bạn chạy đâu lắm. Ôi, lá lên đánh tường chạy. Yasuo nó cũng săn khi le thu Yasuo. Thì nó thua còn nghe được khi le thu Yasuo. Rừng nó gà không gan được ai luôn. Rừng nó gà nó không gan ai luôn, đi nó vét nãy giờ. Never had luck. Never needed it. Dạ em còn không giết được luôn hả? Mày mà nó nước qua không đạt mày. Hàng kia nó bê tới nhà. Cái vật kia nó bê tới nhà. Ảnh si ra mà ảnh xanh được một tài. Every second. Nó máu vật lý rồi, nó còn chưa kịp gì hết. Chúng là đã Superman hết rồi. We make the future. Bây giờ Echo tăng yếu lắm. Phải lên AB. Nếu ông muốn lên tăng, mới phải semi AB. Full tăng yếu lắm. Bắt buộc phải có tí AB. Ê, bây giờ cái siêu nè. Câu lây thắng giờ. Mày lên thông đạo tao. Đứng lên AB nữa. I hate being responsible. Được nhiều hay nhiều. Mày cứ lên thông đạo đi. Thông đạo còn được farm. Cách ly nó xanh mà. Things aren't going to be themselves.
gây nó không gan ai luôn á. Nó có một đúng mẹ mười mấy phút nó có đúng một cái acid. Nó đúng có một cái acid cho mày đó. Đánh hồi win nè, à. Đánh hồi đi, tao mắc giáp được là win nè. Gai nó là được à. Đủ tâm đó. Nè cái thằng Rayshida đi vòng 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 farm nãy giờ. Bắn tao tới mấy giờ? Con que này. Dính đâu? Đập. Đập đâu? Không chết đâu. Đốt rồi. Giờ mày để tao, mày để tao farm trên top tao lấy đồ. Để tao farm trên top tao lấy đồ. Tao farm trên top một xíu tao lên đồ được là mới đánh được. Giáp bụng có tay leo không? Lời tình. Lại đi, phải đẩy mít. Nghe lời tao lên thông đạo đi. No one keeps me down. Now. Cứ heo mày, cái thằng quần què Ray nó là ngu cái thể hiện với tao kìa.
quá. À gì được. Bấm cái đấy nè hả? Bấm cái đấy nguy hiểm đó. Đó, đánh hồi Quy nè, đánh hồi nó mát vật lý, tôi tăng khủng rồi Quy nè. Bây giờ tôi dắp gai đồng hồ cát rồi lên thêm máu máu nữa. Rồi dắp gai khiên băng radium nữa là trầm rồi. Ảo số luôn nè, thấy không? Ghê không? À, bên mình mà lây khủng không tí mình keo. Đây là nó ngu ngu lên thành cuồng đao nó bay vô nó vụt banh xác. Lên ga. I finish what I start. Lấy gì lấy? Hội đồng tao, hội đồng tao tết. Bây giờ nó mới nhảy, nó ulti nó nhảy đó. Mày không thấy nó nhảy một cái bạp rồi nó ulti nó nhảy lên top rồi. Ngu mày. Mẹ đứng đây, đứng về giữa này bê về nó thấy nó dí nó đập. Thứ ngu tà bố mày ganh thế mẹ, con chó. Đó, giờ khi băng radium nữa thằng nào chống. Bây giờ mà hội đồng hộ. Cái thằng AD này giờ tôi ôm rồi tôi chết. Lên cái đồ này. Chạy đấy, bắn đấy. Ờ, bắn. Bắn như nào? Tao đập mày này. Như nào? Đánh đi. Rồi, như nào? Như nào? Ren thì Ren. Ren thì Ren. Ren này. Ren này. Đẩy win lưu. Ren. Ok, mấy con rip. Đẩy win luôn. Lucian Sida lắm. Ui, mấy ổ quét sạc luôn thôi. Thấy gì hả? Quên. Cuối game quan trọng thằng cái le nè, nó có ngu, nó có gà cỡ nào, bây giờ nhiêu đây đồ nó cũng vụt được hết á. Đồ nó như đây là nó vụt được rồi. Nó có gà cỡ nào gà ấy. Đồ là vụt, còn tôi quá. Thì cuối game mà tôi như thằng điên rồi.
lại sổ liền chứ. Ông bị lít xa xa rồi. Mày đi qua mày bê lén hả? Đẩy nè, bay em hội đồng đại ca này. Mày mạnh quá ha. Mày giờ đặt cái bom nửa cây rồi kìa. Sao? Ôm kích cục. Tao sợ. Rồi win luôn. Rồi. Tăng khủng lắm. Con bát không cần thằng quần què thi với vật này cũng nguyên. Chứ cậu mẹ nữa, cái team chứ cậu mẹ nữa. Cái này là MVP. Mà chắc họ để cái ai chưa đâu, chưa hết đâu nè, bây giờ tẩu nè. Sao hả mấy thằng nhóc? Sợ anh chưa? Ăn thả lúc đầu má con chó thổi gắt thiệt.